Cho đủ con tha thứ cho ai phải chăng bay lần Chúa ơi, nhưng Chúa nói cho con chẳng phải bay lần đâu nhé, mà tha thứ cho nhau nhiều hơn bay 10 lần bay. Khi con mong thứ tha thì con ơi phải tha thứ, tha cho những anh em vẫn vương lỗi phạm đến con. Khi tha thứ cho ai là lúc con được tha thứ. Khi con sống bao dung là nên sống muôn đề thầy. Khi con đầy thứ tha thì bao nhiêu lần cho đủ, con tha thứ cho ai phải chăng bay lần Chúa ơi, nhưng Chúa nói cho con chẳng phải bay lần đâu nhé, mà tha thứ cho nhau nhiều hơn bay 10 lần bay. Khi con mong thứ tha thì con ơi phải tha thứ, tha cho những anh em vẫn vương lỗi phạm đến con. Khi tha thứ cho ai là lúc con được tha thứ. Khi con sống bao dung là nên sống môn đề thầy. Khi con sống bao dung là nên sống môn đề thầy.